chào quý khán giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà phê Góc Phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, từ Cà phê Góc Phố, Minh Thúy xin gửi đến quý vị những tin tức sau đây. Sức mạnh khủng khiếp của siêu hạm Asahi. Cùng với tàu chiến mặt nước tối tân, lớp Shiran, Asagiri, Murisama, tàu khu trục lớp Asahi sẽ tạo thành những cú đấm thép trên biển của Nhật Bản trong tương lai. Cùng với môi trường tác chiến ngày càng phức tạp, các vấn đề an ninh truyền thống gia tăng, sức ép về cạnh tranh lợi ích và tranh chấp lãnh thổ trong khu vực ngày càng lớn, buộc Nhật Bản phải tăng cường sức mạnh tổng thể quốc gia, trong đó đặc biệt là sức mạnh quân sự trên biển. Hiện tại thì lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản đang sở hữu nhiều tàu chiến mặt nước tân tiến thuộc lớp như là Asahi, Shiran, Asagiri, Murisama, Izumo. Trong đó, Asahi là loại tàu chiến mới và tối tân nhất, vừa được đưa vào chạy thử vào cuối năm 2006, dự kiến sẽ chính thức biên chế vào năm 2018. Sinh sau đẻ muộn nhưng xuất sắc hơn hẳn. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự nước ngoài, thì các tàu lớp khu trục Asahi có thiết kế gần giống như các tàu chiến mặt nước khác của Nhật Bản, nhưng kỹ năng chiến thuật của Asahi tân tiến hơn rất nhiều. Trong đó, đặc điểm khác biệt nhất đó chính là Asahi được trang bị nhiều thiết bị định vị thủy âm kiểu mới, qua đó nâng cao rõ rệt năng lực tác chiến chống ngầm. Bên cạnh đó, lớp Asahi còn được thiết kế theo tiêu chuẩn thích hợp nên thuận tiện cho quá trình bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống vũ khí. Siêu hạm Asahi có chiều dài là 150.5m, rộng 18.3m, thủy thủ đoàn gồm 230 người, trang bị vũ khí cực kỳ tối tân, với khả năng tự chủ, một phần kỹ nghệ vũ khí hải quân tân tiến, Nhật Bản kết hợp yếu tố nước Nhật và đồng minh Mỹ, tạo thành một chiếc tàu khu trục rất tối tân. Điều đó thể hiện với hệ thống vũ khí được lắp đặt 32 ống phóng thẳng đứng MK-41 chia thành 4 cụm, mỗi cụm 8 ống hình hộp để phóng hỏa tiễn hải đối không RIM-162 và hỏa tiễn chống ngầm Type-07, 8 ống phóng hỏa tiễn chống tàu Type-90, một pháo hạm 127mm MK-45, hai hệ thống tác chiến phòng không tầm gần, 6 ống ngư lôi chống ngầm, hai máy bay trực thăng chống ngầm SX-60J Seahawk, trong đó RIM-162 do Mỹ chế tạo là hỏa tiễn phòng không tầm gần và trung, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. RIM-162 được trang bị đầu dò radar chủ động, đầu đạn nặng 39 kg với ngòi nổ vô tuyến cận, hỏa tiễn sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, giúp cho nó đạt tới vận tốc là 3.000 mph một giờ, tầm bắn 50 km đối với tàu chiến và 9 km đối với mục tiêu là máy bay chiến đấu. Hai loại hỏa tiễn gồm có Type-07 và Type-90 đều do Nhật Bản phát triển trên cơ sở có tham khảo kỹ nghệ Mỹ. Type-07 là loại hỏa tiễn chống ngầm, trang bị động cơ 2 tầng nhiên liệu rắn, có chiều dài là 4.5m, đường kính thân là 0.38m, trọng lượng là 820 kg, tầm bắn là 28 km. Hỏa tiễn chống tàu Type-90 có chiều dài là 5.1m, đường kính thân là 0.35m, sải cánh là 1.18m, trọng lượng là 660 kg, tầm bắn là 200 km, mang theo đầu đạn là 225 kg, tốc độ là 875 mph một giờ. Hệ thống cảm biến và radar của khu trục hạm lớp Asahi dù không dùng nhiều thành phần của Mỹ, nhưng khả năng của nó thật đáng kể. Cụ thể, Asahi được trang bị Face Network Radar 3D đa năng, hệ thống định hướng radar dẫn đường, hệ thống mồi bẫy ngư lôi. Trong đó, Face Network Radar 3D đa năng được cấu tạo bởi 8 mạng anten lớn và nhỏ đặt cạnh nhau, hoạt động trên băng tần C, có nhiệm vụ theo dõi các mục tiêu cùng một thời điểm. Face Network Radar 3D có thể theo dõi 300 mục tiêu. Sau khi phát hiện được mục tiêu thì hệ thống cảnh giác sẽ tự động đánh giá về mức độ uy hiếp
và truyền mệnh lệnh tới hệ thống hỏa lực để tiêu diệt mục tiêu. Người Nhật cũng nỗ lực áp dụng hàng loạt kỹ nghệ mới về động lực và vật liệu để chế tạo bảo đảm khả năng tàng hình trốn tránh các hệ thống radar, sonar thủy âm của tàu ngầm. Trong đó thì các tàu khu trục Asahi được trang bị hệ thống động lực Kogak gồm 4 động cơ tuabin khí cung cấp 25.000 mã lực và 3 máy phát điện Allison với công suất là 2.500 kW. Các động cơ này truyền chuyển động ra hai chân vịt giúp cho tàu di chuyển với vận tốc tối đa tới 30 hải lý một giờ. Tầm hoạt động là 6.000 hải lý liên tục với tốc độ là 18 hải lý một giờ. Theo đánh giá của Viện Kỹ thuật Hải quân Nhật Bản, động cơ này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao và giảm tối đa tiếng ồn khi hoạt động, với thời gian hoạt động lên tới 30.000 giờ trước khi phải tu sửa. Ngoài ra, các tàu Asahi còn được lắp bộ phận tản nhiệt tân tiến giúp giảm tối đa bức xạ hồng ngoại, qua đó nâng cao năng lực tránh được các thiết bị dò tìm bằng hồng ngoại của đối phương. Thân tàu được áp dụng với các phương pháp kỹ nghệ tàng hình tân tiến, với hai bên mạn tàu thiết kế nghiêng 10 độ nhằm giảm tối đa thiết diện phản xạ sóng radar. Bên cạnh đó, mặt bề ngoài của tàu được phủ một lớp sơn đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng điện từ và thậm chí còn làm giảm tới hơn 70% diện tích phản xạ sóng radar trinh sát phát hiện của đối phương. Theo đại diện của Hải quân Nhật Bản, cấu trúc phần trên của khu trục Asahi được chế tạo bằng hợp kim nhôm kiên cố thêm nhựa thủy tinh để làm giảm khối lượng nhưng vẫn bảo đảm độ cứng cần thiết trong tác chiến. Trong khi đó, những khu vực quan trọng của tàu được thiết bị kiên cố và thiết kế bằng thép Kevlar có độ cứng bằng 5 lần thép thông thường, nên có khả năng bảo vệ thủy thủ đoàn an toàn mọi tình huống bị tấn công bằng súng máy và pháo hạm. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Tiếp theo đây là bản tin Pháp có nhiều lý do để quan tâm tới Biển Đông và cuộc xung đột tranh chấp ở vùng biển này. Trong khi biết rõ về Hoàng Sa và Trường Sa, theo một chuyên gia về lịch sử quốc phòng và hải quân đang làm việc ở Bộ Quốc phòng nước này, trao đổi với BBC tiếng Việt bên lề một hội thảo về Biển Đông, xung đột và tiếp cận mới hồi hạ tuần tháng 10 năm 2017 tại trường Đại học Oxford, sử gia Alexandria Sheldon Duplace nêu quan điểm. Về mặt lịch sử, Pháp có liên quan bởi vì trên thực tế thì Pháp đã có lúc, tôi phải nói là đã sở hữu các đảo từ những năm 1930. Cũng như quý vị đã biết, trước cuộc chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1939. Và kế tiếp đó, sau Thế chiến thứ hai, vẫn với tư cách của một cường quốc thuộc địa, Pháp đã chiếm đóng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và Pháp thậm chí đã cố gắng giữ Trường Sa sau khi đã công nhận nền độc lập của Việt Nam cho đến năm 1955-1956. Nhưng sau đó, tôi muốn nói là trong tình hình hiện nay, rõ ràng Pháp quan tâm tới sự ổn định ở khu vực. Do đó, về mặt ổn định và tránh xung đột là điều mà Pháp quan tâm nhiều hơn. Trước câu hỏi là giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Biển Đông hiện nay, nơi đã và đang diễn ra tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, ông Sheldon Duplace đáp, tôi thực sự tin tưởng vào một cuộc đối thoại giữa các bên để xây dựng niềm tin. Vấn đề là các bên vẫn có chiều hướng giữ nguyên lập trường của mình và từ chối những nhượng bộ. Trình bày về khía cạnh tiếp cận và mặt quan tâm nhất của Pháp, trong khi theo dõi vấn đề xung đột và tranh chấp tại Biển Đông, thì nhà sử học về quốc phòng và hải quân của Pháp cho biết quan điểm cá nhân. Khi nhìn vào cuộc xung đột này, quý vị có thể thấy nhiều hơn
là tuyên bố chủ quyền của những bên tuyên bố. Rõ ràng, với Trung Quốc, đó là những vấn đề rất nội bộ. Bởi vì vấn đề này đã được đưa ra truyền thông và đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Chính phủ Trung Quốc phải rất cẩn thận để tỏ ra là có năng lực, có thể bảo vệ được lợi ích của đất nước họ. Và nếu quý vị nhìn vào Hoa Kỳ sợ mất một số đồng minh hoặc là đối tác trong khu vực. Nếu Hoa Kỳ không chứng tỏ được sự sẵn lòng hoặc sự hiện diện của mình, vì đây là tính chính danh cho sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Nhưng đáp lại, quý vị thấy Trung Quốc đang xem sự hiện diện này, tức là của Hoa Kỳ, ở cách xa biển của họ, như ý chí của Hoa Kỳ để ngăn chặn sự nổi lên của Trung Quốc. Do đó, nó đi xa hơn chỉ là vấn đề của Biển Đông. Trả lời câu hỏi, đâu sẽ là đóng góp của Pháp cho các vấn đề xung đột, tranh chấp ở vùng biển này? Sử gia từ Bộ Quốc phòng của Pháp đáp, Pháp chắc chắn là ủng hộ thượng tôn pháp luật. Tôi nói là pháp luật quốc tế. Pháp quyền sẽ là những vấn đề quan trọng đối với Pháp. Nếu như các quốc gia khác trong Liên minh Âu Châu, để bảo đảm rằng Trung Quốc tuân theo thượng tôn pháp luật. Do đó, tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất và rõ ràng là như tôi đã nói, bất cứ một dạng xung đột nào cũng tạo ra những hệ quả, tác động không mong đợi về kinh tế của Âu Châu, mà mặc dù ở xa thì đây vẫn là một quan ngại, nhà nghiên cứu nói trên quan điểm riêng của ông. Sử gia Sheldon Dubois là giám đốc nghiên cứu tại Bộ Quốc phòng Pháp, chuyên về lịch sử quốc phòng, hải quân và hải dương. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Tiếp theo đây là bản tin Trung Quốc tuyên bố xây cất ở Biển Đông là hợp lý. Kính thưa quý vị, việc Trung Quốc xây cất cơ sở ở Biển Đông là hợp lý và hợp pháp, phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc đã tuyên bố. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm 26 tháng 10, ông Nhậm Quốc Cường được trang web của kênh truyền hình China Global Television Network dẫn lời về cái được gọi là sự khai triển quân sự tại Biển Nam Hải, tức là cách gọi của Trung Quốc tại Biển Đông. Tôi muốn làm rõ rằng, việc xây dựng ở các bãi đá trên biển Nam Hải không phải là mở rộng việc khai triển quân sự. Tình thế hiện thời ở biển Nam Hải đang tiến triển rất tốt và các bên cần phải tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định tại biển Nam Hải, ông nói thêm. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau khi Đại hội thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc. Trước đó một hôm thì vị lãnh đạo Trung Quốc, tức là ông Tập Cận Bình, đã gặp gỡ quân đội lần đầu tiên kể từ sau khi Đại hội thứ 19 công bố dàn lãnh đạo mới. Ông Tập Cận Bình đã thúc giục quân đội hãy hướng tới đạt mục tiêu mà ông đã đề ra. Theo đó, vào giữa thế kỷ này sẽ trở thành các lực lượng có vũ trang đẳng cấp ở thế giới. Chủ tịch Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã coi việc hiện đại hóa quân đội là một chính sách chủ chốt. Ông muốn quân đội có các thiết bị tân tiến như là phi cơ tàng hình và các hàng không mẫu hạm, gồm các sản phẩm đã có, đã đi vào hoạt động và những thứ sẽ được phát triển, xây lắp mới. Trong cuộc họp chính thức lần đầu tiên diễn ra hôm thứ Tư 25 tháng 10, ông Tập đã đưa ra thông điệp thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội. Quân đội cần phải đạt mức tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2050, ông Tập được truyền thông nhà nước trích lời là mục tiêu mà ông đề ra trong phiên khai mạc Đại hội Đảng. Tuy không có cuộc chiến tranh nào trong vài thập niên qua, nhưng Trung Quốc đã luôn có quan điểm cứng rắn trong việc xác định chủ quyền các vùng biển Đông và biển Hoa Đông có tranh chấp cũng như trong vấn đề Đài Loan. Trung Quốc nói họ chỉ có mục đích hòa bình, nhưng để hiện đại hóa quân đội là cần thiết.
nhắm vào việc bảo vệ lợi ích của các công dân Trung Quốc trên toàn cầu. Trung Quốc cũng nói rằng sẽ không bao giờ nhân nhượng trong vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Các lực lượng có vũ trang cũng là nội dung trọng tâm trong cuộc chiến mà ông Tập chống lại tình trạng tham nhũng. Hàng chục quan chức cao cấp đã bị điều tra và bỏ tù, theo hãng thông tin của Reuters đã bình luận. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Sau đây là tin Việt Nam. Trình độ công chức và viên chức Việt Nam. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên những con số thống kê tương đối đầy đủ về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam được thực hiện. Báo cáo số 392 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn năm 2011 đến 2016, gửi đoàn giám sát của Quốc hội, lần đầu tiên những con số về trình độ của cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam được thống kê. Số liệu thống kê chỉ tới tháng 6 2016, thống kê cho thấy tổng số cán bộ, công chức trong 27 đơn vị gồm có 16 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc chính phủ, không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, cũng như Học viện Chính trị Quốc gia, tổng cộng là 106.139 người. Trong đó thì Bộ Tài chính có tới 70.029 cán bộ, công chức, Bộ Tư pháp có 10.205 cán bộ công chức. Bộ Xây dựng là đơn vị có số lượng cán bộ công chức ít nhất với 329 người. Về trình độ chuyên môn, trong tổng số hơn 106.000 cán bộ công chức hiện nay, có 1.283 người có bằng tiến sĩ, chiếm 1.2%. Nếu tính số người có trình độ học đại học từ thạc sĩ trở lên, thì có 12.382 người, chiếm 11.6%. Số người có trình độ đại học là 72.369 người, chiếm 68.2%. Số còn lại là 20.666 người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng, chiếm tỷ lệ 19.5%. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có nhiều người có bằng tiến sĩ nhất trong số có 16 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, có con số thống kê với 126 cán bộ công chức có bằng tiến sĩ. Bộ Giáo dục Đào tạo là bộ xếp hạng thứ hai về số lượng công chức có trình độ tiến sĩ với 106 người. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ thì Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan có tỷ lệ công chức có bằng tiến sĩ cao nhất, có khoảng 17.4% với số lượng cán bộ công chức là 602 người. Bộ này gồm có 106 người có bằng tiến sĩ. Bộ Tài nguyên Môi trường vẫn xếp hạng thứ hai với tỷ lệ là 10.1%. Số lượng cán bộ công chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trình độ tiến sĩ là 37 người, trên tổng số là 704 cán bộ công chức, chiếm 5.26%. Số người có trình độ thạc sĩ là 314 người, chiếm 44.6%. Về ngoại ngữ thì có 4.628 người có trình độ ngoại ngữ đại học trở lên, chiếm 4.4%. 99.491 người có các chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau, chiếm 95.6%. Ở địa phương, tổng số cán bộ công chức của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là 184.141 người. Tuy nhiên, số lượng cán bộ công chức có trình độ tiến sĩ trở lên là 862 người, chiếm tỷ lệ chưa tới 0.5%. Nhưng nếu tính số người có trình độ thạc sĩ trở lên, thì tỷ lệ là 11.1%. Hà Nội là địa phương có nhiều tiến sĩ nhất trong bộ máy cán bộ, công chức có 67 người, tiếp theo là Sài Gòn có 65 người. Nghệ An, Hải Dương, Khánh Hòa, Bắc Ninh xếp ở các vị trí tiếp theo. Tuy nhiên,
Tính về tỷ lệ thì Bắc Ninh có tỷ lệ tiến sĩ cao nhất, khoảng 1.4%. Bắc Ninh có 28 người có trình độ tiến sĩ trong số 2.174 cán bộ công chức của cả tỉnh. Long An và Điện Biên là hai tỉnh duy nhất không có cán bộ công chức có trình độ tiến sĩ. Tính trên phạm vi cả nước thì tổng số cán bộ công chức là 290.280 người. Trong đó có 2.145 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0.74%. Nếu tính những người có trình độ thạc sĩ trở lên, thì cả nước có 32.871 người, chiếm khoảng 13.2%. Tổng số viên chức 27 cơ quan hành chính nhà nước là 165.738 người. Trong số này thì có khoảng 13.617 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 8.2%. Nếu tính những người có trình độ thạc sĩ trở lên, có 62.432 người, chiếm tỷ lệ khoảng 37.6%. Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế là hai cơ quan có số lượng viên chức cao nhất, lần lượt là 32.254 người và 29.780 người. Nếu chỉ tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ, thì Thanh tra Chính phủ là cơ quan có số lượng viên chức ít nhất, chỉ có 193 người. Về trình độ thì Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan có nhiều tiến sĩ nhất với 6.230 người. Xếp thứ hai là Bộ Y tế với 2.229 người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xếp ở vị trí thứ ba với 1.216 người có trình độ tiến sĩ. Bộ Công thương có 839 người xếp ở vị trí thứ tư. Nếu tính riêng các bộ và cơ quan ngang bộ, thì Văn phòng Chính phủ là cơ quan có ít viên chức có trình độ tiến sĩ nhất. Chỉ có hai viên chức thuộc cơ quan này là có trình độ tiến sĩ. Ở các địa phương, tổng số viên chức của 63 tỉnh, thành phố khoảng 1.668.200 người. Trong số này có khoảng 2.988 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0.18%. Hà Nội là thành phố có số lượng viên chức đông nhất, lên tới 121.692 người. Sài Gòn thì có 86.259 người. Tiếp theo là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang. Hòa Bình thì có số lượng viên chức ít nhất, khoảng 5.704 người. Hà Nội và Sài Gòn là các thành phố có số lượng viên chức có trình độ tiến sĩ nhiều nhất. Hà Nội có 442 viên chức có trình độ tiến sĩ. Còn Sài Gòn thì có 234 người có trình độ tiến sĩ. Nếu tính tỷ lệ viên chức có trình độ tiến sĩ, thì Bình Định là 0.83% và Cần Thơ 0.5% xếp cao hơn Hà Nội do số lượng viên chức ít hơn. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 với tỷ lệ tiến sĩ trong đội ngũ viên chức là 0.36%. Đắk Nông và Hòa Bình là hai tỉnh không có viên chức có trình độ tiến sĩ. Đặc biệt là Hòa Bình cũng có 4 viên chức có trình độ thạc sĩ, phần lớn viên chức có trình độ trung cấp khoảng 3.501 người, chiếm 61.4%. Nếu tính trên phạm vi cả nước, thì tổng số viên chức khoảng 1.833.938 người. Trong số này có khoảng 16.605 người có trình độ tiến sĩ, chiếm khoảng 0.9%. Nếu tính những người có trình độ thạc sĩ trở lên, có khoảng 124.054 người, chiếm tỷ lệ 6.76%. Nếu tính cả công chức viên chức, trong 27 cơ quan hành chính cấp trung ương, có 271.877 người. Trong số này có 14.900 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 5.5%. Nếu tính những người có trình độ từ thạc sĩ trở lên, thì có khoảng 74.819 người, chiếm tỷ lệ là 27.5%. Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế là hai cơ quan có số công chức, viên chức, có trình độ tiến sĩ nhiều nhất. Bộ Giáo dục Đào tạo có 6.335 người có trình độ tiến sĩ, còn Bộ Y tế thì có 2.306 người có trình độ tiến sĩ. Tiếp theo đó là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương, lần lượt có 1.317 người và 890 người. Nếu chỉ tính các bộ và cơ quan ngang bộ, thì Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc là các cơ quan có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ ít nhất. Bộ Ngoại giao thì có 53 người có trình độ tiến sĩ,
Thanh tra chính phủ có 22 người, còn ủy ban dân tộc có 20 người. Xét về tỷ lệ thì Bộ Giáo dục Đào tạo có tỷ lệ tiến sĩ cao nhất, chiếm 19.3%. Xếp thứ hai là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 7.9%. Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nội vụ xếp các vị trí tiếp theo. 49.2% công chức, viên chức của Bộ Giáo dục Đào tạo này có trình độ thạc sĩ. Xếp thứ hai là Bộ Công thương với tỷ lệ là 46.1%. Ở các địa phương thì tổng số công chức, viên chức là 1.852.341 người. Trong số này có 3.850 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 2%. Nếu tính số người có trình độ thạc sĩ trở lên thì có 82.106 người, chiếm tỷ lệ 4.4%. Hà Nội là địa phương có số lượng công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ đông nhất với 509 người, tiếp theo là Sài Gòn có 299 người. Các tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Cần Thơ xếp ở các vị trí tiếp theo. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ thì Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 5, chỉ khoảng 0.4% cán bộ công chức viên chức của Hà Nội có trình độ tiến sĩ. Nếu tính trên phạm vi cả nước thì tổng số cán bộ công chức viên chức trong bộ máy hành chính Việt Nam khoảng 2.124.218 người. Trong số này có khoảng 18.700 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0.89%. Số người có trình độ thạc sĩ là 138.117 người, chiếm tỷ lệ 6.5%. Đông nhất vẫn là những người có trình độ đại học với khoảng 1.139.077 người, chiếm tỷ lệ 53.62%. Số người có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng chiếm khoảng 39%, trong đó nhiều nhất là trình độ cao đẳng. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Xin cảm ơn quý vị, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.